Rộ tin Trần Hiểu, Trần Nguyên Hy chia tay sau một năm hẹn hò. Trang thông tin 163 đưa tin cặp đôi Trần Hiểu, Trần Nguyên Hy bắt đầu hẹn hò từ tháng 3 năm ngoái. Tháng 10, Trần Hiểu thành công cầu hôn Trần Hiên Nghi tại Paris, Pháp. Cặp đôi còn tính chuyện cưới xin vào năm 2016. Tuy nhiên, mới đây, một blogger trên mạng xã hội Weibo bất ngờ đưa tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một năm hẹn hò. Theo một nguồn tin từ Đài Loan, nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của cặp đôi Dương Quá, Tiểu Long Nữ này xuất phát từ việc hai người quá bận rộn cho sự nghiệp riêng, không có thời gian ở bên cạnh nhau. Cộng thêm sự khác biệt về văn hóa dẫn đến nhiều bất đồng nảy sinh. Blogger này còn nói thêm rằng, kể từ tháng 2 vừa qua, cặp đôi không còn có những tương tác ngọt ngào với nhau trên mạng xã hội Weibo như trước nữa. Khi những thông tin này được đưa ra, cánh phóng viên đã nhanh chóng liên hệ với đại diện của Trần Nguyên Hy để xác nhận sự việc. Tuy nhiên, đại diện của nàng Tiểu Long Nữ đã phủ nhận tin này và cho biết không hề có chuyện chia tay. Bạn bè thân thiết của hai người cũng lên tiếng khẳng định thông tin trên hoàn toàn bịa đặt. Cặp đôi vẫn rất quấn quýt và ngọt ngào bên nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!